Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên lẫn vẫn liên quan tới tình hình tại biển Đông. Quý vị, trong ngày hôm nay, ngày thứ năm thì tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr sẽ có mặt ở tại Washington DC để dự hội nghị thượng đỉnh chung với lại ông Fumio Kishida và ông tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden. Quý vị, tuy nhiên trước khi ông tới, dường như Hoa Kỳ đã dành một cái ưu ái cho ông khi mà Hoa Kỳ đã lên tiếng và chính tòa Bạch Ốc lẫn bên phía của Quốc hội Hoa Kỳ đã liên tục đưa ra những uh, dấu hiệu cho thấy là họ hỗ trợ mạnh mẽ cho Philippines. Đầu tiên hết là cố vấn an ninh quốc gia, uh, phát ngôn viên của cố vấn an ninh quốc gia là John Kirby tuyên bố Trung Quốc không có lý do gì phản ứng trong cuộc tập trận của Hoa Kỳ và đồng minh trên cái uh, bờ biển của Philippines. Và thứ hai là Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt đầu đệ trình một cái dự luật của lưỡng đảng, trong đó là sẽ cấp cho Philippines 2.5 tỷ Mỹ Kim, cấp thì không đúng mà hỗ trợ cho Philippines 2.5 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm, mỗi một năm 500 triệu Mỹ Kim. Quý vị, đây là cái uh, món quà có lẽ là của Hoa Kỳ tặng cho ông Ferdinand Marcos Jr. để uh, đón chào ông tới Washington DC uh, và được xem là một trong những cái uh, uh, xu hướng quay trở lại thân Mỹ và là đồng minh thân cận của Mỹ tại Á Châu bởi vì Philippines được mô tả là quốc gia đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ tại Á Châu. Quý vị, câu chuyện này như thế nào? Chúng ta đi vào phân tích xem chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á Châu đã có những sự thay đổi gì. Quý vị, đầu tiên hết là Hoa Kỳ nói rằng không có lý do gì cho Trung Quốc phải phản ứng quá quá trớn khi mà có cuộc đã, họ có cuộc tập trận với các đồng minh không có lý do gì mà Trung Quốc phải có cái overreact tức là một cái phản ứng quá trớn à, khi mà có một cái cuộc tham gia tuần tra chung giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Philippines trên vùng tranh chấp ở biển Đông à, và một cố vấn của tòa bạch ốc đã đưa ra lời phát biểu đây là quyền tự do hàng hải và à, và về việc à, luật luật của quốc tế và đồng thời nó cũng là một điểm điểm rất đơn giản mà chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi có thể bay, đậu và điều hành cũng như hoạt động trên vùng biển quốc tế với sự giới hạn, với cái sự cho phép và chúng tôi làm việc này ở trên Biển Đông và chúng tôi đã làm. Đó là lời phát biểu của người phát biểu cho cái hội đồng an ninh quốc gia là John Kirby đã đưa ra một bản tác minh trong khi mà uh, có một bản tác minh chung của ông uh, văn phòng của ông Fernand Marcos Jr. Ông Marcos được xem là hiện nay đang có uh, cái cuộc đối đầu với vài phía Trung Quốc phải sẽ gặp gỡ với ông Joe Biden và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington vào ngày thứ năm giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có mối quan hệ sâu đậm với các đồng minh tại Á châu. Trung Quốc được xem là một trong những cái căng thẳng trong cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden, ông Kishida và ông Marcos và trước khi có cái hội nghị đa phương này, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Philippines ngày 7 tây tháng 10 đã có một cuộc tập trận chung ngay trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đã cho rằng chủ quyền của họ. Và lực lượng quân sự cho biết họ đã tập trận với lực lượng hải quân, lực lượng không quân và không thông báo rõ cái vị trí nào chính xác ở trên Biển Đông. Quý vị có thể nhìn thấy thêm những cái cơ hội cho à, chúng tôi để có thể thực hiện tất cả các cái tuần tra hàng hải. Ông Kirby đã phát biểu như trên khi mà Hoa Kỳ đang quan sát cái à, cuộc tranh chấp này với một cái sự lo ngại à, được xem là à, rất là lớn. Đó là cái à, lời phát biểu của ông à, John Kirby đưa ra cùng một lượt thì quý vị lưỡng đảng Hoa Kỳ đang tìm kiếm một cái ngân sách 2.5 tỷ Mỹ Kim dành cho cái vấn đề quốc phòng của Philippines một dư luật lưỡng đảng đã đang tìm kiếm khoảng 2.5 tỷ Mỹ Kim cho việc hỗ trợ quốc phòng cho Philippines đó là một trong những cái tin mới nhất bản tin từ Washington của hãng thông tấn Reuters cho biết là Trước khi mà có cái hội nghị đa phương giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và à, Philippines thì ít nhất là hai thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ trong ngày thứ tư đã giới thiệu một cái dự luật lưỡng đảng trong đó cung cấp cho Manila 2.5 tỷ Mỹ Kim để gia tăng cái quốc phòng của họ chống lại áp lực của Trung Quốc. Dự luật này đã được thúc đẩy bởi thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là Bill Hatchity là một cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Nhật Bản cùng với lại thượng nghị sĩ Tim Khan của Đảng Dân chủ cho phép là 500 triệu mỗi một năm cho cái ngân sách gọi là Foreign Military Financing gọi là FMF trong đó là hỗ trợ cho Philippines trong cái, uh, cái tài khoá 5 năm từ đây cho tới năm 2029. Philippines được xem là một trong những đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ đã trở thành nhà uh, quan trọng trong cái chiến lược của Hoa Kỳ và Nhật Bản trong nỗ lực đã, thúc đã đẩy ngược lại cái mộng bành trướng của Trung Quốc và trong đó họ sẽ cung cấp các cái ngân sách để hiện đại hóa một uh, cái lực lượng uh, được xem là lạc hậu về quân sự của Philippines. Dư luận này là trong đó yêu cầu phía Bộ Ngoại giao phối hợp với Ngũ Giác Đài trong đó sẽ có những cái uh, chi phí hàng năm và đưa cho quốc hội và làm cách nào chính phủ Hoa Kỳ có thể cung cấp cái hàng năm này bản báo cáo để có thể gia tăng cái mối quan hệ về quốc phòng giữa Philippines và Hoa Kỳ. Và trong đó bao gồm luôn việc cái khả năng có thể là hiện đại hóa cái khả năng quốc phòng của Philippines và trong đó bao gồm luôn việc bảo vệ cho bờ biển các cái hệ thống gọi là long range fire tức là những cái hệ thống phóng hóa điểm xa xa cũng như là hệ thống về phòng thủ các an ninh hàng hải cùng với lại một số những cái tròn và trong đó bao gồm luôn cả một số những cái thiết giáp, tin tức, tình báo và các cái hệ thống giám sát và kể cả cái hệ thống gọi là quốc phòng không gian mạng theo tương trình của ông Hachidi đã đưa ra. Và trong bản statement được chia sẻ với hãng thông tấn Reuters, ông Hachidi cho biết đây là một cái điều quan trọng trong cái hợp tác với lại Philippines trong thời gian mà đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng sự hung hăng ở trên bờ biển phía Tây của Philippines và vùng Biển Đông và ông ken cũng nhắc lại đây là một trong những cái dành cho, cho người dân ở philippines về hỗ trợ cho họ những gì mà họ phải đối diện với sự đe dọa và philippines và trung quốc đang có hàng loạt những cái cuộc đối đầu hàng hải trong thời gian gần đây à, đặc biệt là phía trung quốc đã dùng cái à, vòi rồng để mà ngăn chặn một tàu tiếp tế lương thực của philippines ở à, tại một cái trạm của họ ở trên cái một chiếc tàu chiến cũ ở trên bãi cạn gọi là second thomas show và ông haji cho biết số tiền này là sẽ gia tăng và hiện đại hóa quốc phòng và gia tăng cái khả năng kềm chế trong cái liên minh của Hoa Kỳ và Philippines. Trong ngày thứ năm thì ông Joe Biden sẽ giữ một cái hội nghị song phương với lại ông Ferdinand Marcos Jr. và cả hai cũng sẽ tham gia chung với lại ông Thủ tướng Nhật Bản trong một cái hội nghị thượng đỉnh đa phương tức là để tập trung vào vấn đề đối phó với áp lực của Trung Quốc trên Philippines và trên vùng tranh chấp ở Biển Đông năm 2022, Hoa Kỳ cho biết là họ đã chi ra khoảng 100 triệu Mỹ Kim trong cái ngân quỹ FMF cho Philippines và trong đó để cải thiện cái mối quan hệ quốc phòng giữa cái thỏa ước của hai quốc gia dưới thời của ông Marcos và người tiền nhiệm của ông ta là ông Duterte thì đã có một cái mối quan hệ rất là thân thiện với lại phía Trung Quốc. Như vậy, như vậy thì trước phiên họp này, ông Ferdinand Marcos Jr. đã nhận được ít nhất hai món quà, một món quà từ tòa Bạch Ốc, một món quà từ Quốc hội Hoa Kỳ bóng qua từ tòa bạch ốc tức là lời phát biểu của John Kirby là phía Hoa Kỳ và các đồng minh khác gồm có Nhật Bản và úc sẽ tiếp tục hỗ trợ Philippines tuần tra trên biển đông ngay bờ biển phía tây của Philippines có nghĩa là sẽ giúp cho Philippines à, gọi là ngăn ngừa và đối phó với sự hung hăng của cộng sản Trung Quốc ngay trên bãi cạn Second Thomas Shoal nơi mà Philippines đang có cuộc đối đầu với lại phía cộng sản Trung Quốc thì quý vị Thứ nhất là sẽ có thêm các quốc gia đồng minh hiện diện trên Biển Đông, trong đó gồm có Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Sự hiện diện của các quốc gia đồng minh này sẽ khiến cho Trung Quốc phải à, à, gọi là à, ngưng lại bớt cái à, thái độ hung hăng của họ trên Biển Đông. Đây là món quà thứ nhất từ Tòa Bạch Ốc, tức là từ cái văn phòng của ông Joe Biden. Và món quà thứ hai là từ Quốc hội Hoa Kỳ. 2.5 tỷ Mỹ Kim cung cấp hỗ trợ cho Philippines qua cái uh, chính sách gọi là FMF tức là cái uh, vấn đề hỗ trợ quân sự cho nước ngoài thì quý vị đây là một trong những cái món quà mà ông Ferdinand Marcos Jr. chưa có mặt và chưa có cuộc gặp gỡ với lại ông Joe đã nhận được trong lúc mà ông còn ngồi trên máy bay và chuẩn bị đáp xuống Washington DC thì quý vị việc này cho thấy rằng là cái chuyển trục của Hoa Kỳ tâm điểm Á Châu sẽ là một trong những cái uh, chiến lược của Hoa Kỳ trong vòng ít nhất vài thập niên tới và bây giờ thì quý vị, Hoa Kỳ đang chứng tỏ cái thiện chí của mình trong cái việc mà chuyển trục về Á Châu và để thuyết phục tất cả các quốc gia tại Á Châu. Thì quý vị, sau Đài Loan, Philippines là quốc gia thứ hai. Philippines là quốc gia thứ hai khi mà ông Ferdinand Marcos Jr chủ động đứng về phía Hoa Kỳ và hợp tác với Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy rõ trước đây chúng ta thấy cái quốc gia đầu tiên là đảo quốc Đài Loan. Đảo quốc Đài Loan, chúng tôi gọi là đảo quốc nhưng mà trên nguyên tắc về thực tế thì Đài Loan chưa được thừa nhận là một quốc gia độc lập trên Liên Hiệp Quốc sau khi họ bị Liên Hiệp Quốc đẩy ra từ năm 1971. Thì quý vị, tuy nhiên thì dưới đạo luật gọi là Taiwan Relations Act được ban hành ban hành năm 1979 cùng một năm mà phía Hoa Kỳ hủy bỏ ban giao với Đài Loan để kết nối ban giao với Trung Quốc thì đạo luật này đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra nhằm bảo vệ cho Đài Loan và khẳng định cái việc bảo vệ cho Đài Loan thì cái dưới đạo luật này từ thời của ông Trump qua tới thời của Joe Biden Đài Loan đã liên tục nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ không những là bất kỳ một vũ khí nào họ yêu cầu mua Hoa Kỳ đều bán mà bên cạnh đó Hoa Kỳ còn cấp cho Đài Loan 10 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm mỗi một năm 2 tỷ Mỹ Kim được xem là tín dụng quốc phòng để Đài Loan có thể tự nâng cấp tất cả cái hệ thống quân sự của họ nhằm tăng cường cái khả năng quốc phòng đối phó với sự uy hiếp của Trung Quốc. Thì quý vị, mấy năm qua chúng ta đã chứng kiến được là việc mà Hoa Kỳ đã nỗ lực đã gọi là có những cái hành động bảo vệ cho Đài Loan và bên cạnh đó thì các tàu chiến hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ liên tục băng ngang qua eo biển Đài Loan để thách thức chủ quyền của Trung Quốc và gửi một thông điệp là không nên có hành động đối với Đài Loan. Thì quý vị, đây là từ phía của Hoa Kỳ trong mấy năm qua. Và giờ đây, thì quý vị sau khi mà ông Ferdinand Marcos Jr trở thành tổng thống của Philippines thì quý vị ông đã thay đổi cái uh, chiến lược và cái chính sách của ông. Trước đó thì Duterte đã có một mối quan hệ rất nồng ấm với Bắc Kinh. Tuy nhiên cuối cùng thì Duterte không nhận được bất kỳ một cái sự hỗ trợ nào từ phía Trung Quốc. Ngược lại Bắc Kinh lại liên tục có những cái hành động được xem là uh, uy hiếp và hung hăng trên biển đông, dẫn tới cái năm cuối cùng của ông Duterte, ông ta chán nản. Và bỏ mặt tất cả mọi thứ Và ông ta giao lại cho Bộ Quốc phòng Lẫn Bộ Ngoại giao Làm việc ông ta không can dự vào Trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc Cho tới khi ông Ferdinand Marcos Jr. Đắc cử trở thành Tổng thống Trên quy tắc ông Marcos là đồng minh của Duterte Nhưng bây giờ thì đôi bên đã có cái thái độ gọi Gần như là đối lập rồi Con gái Duterte hiện nay là Phó Tổng thống Còn ông Ferdinand Marcos Jr. Thì là Tổng thống Thì quý vị Ferdinand Marcos Jr. sau khi đắc cử Chuyện đầu tiên ông tuyên bố Philippines sẽ không phát triển được nếu không có Hoa Kỳ. Đây là cái câu khẳng định của ông Marcos ngay trong cái lúc mà ông nhận chức và ngay sau khi ông nhận chức, ông đã thúc đẩy rất nhiều những cái chính sách tiếp cận lại với Hoa Kỳ một cách rất chủ động. Ông không thụ động, rất chủ động và ông đã ký cho Hoa Kỳ đầu tiên là cho sử dụng năm căn cứ ở phía Nam của Philippines, sau đó cộng thêm chín căn cứ ở phía Bắc của Philippines đối diện với eo biển Đài Loan, đối diện với cái Ba Bashi Channel, tức là cái uh, khu vực mà nằm gần cái uh, lãnh hải của Đài Loan, giữa Philippines và Đài Loan. Thì Hoa Kỳ được sử dụng thêm bốn căn cứ quân sự nữa. Thì quý vị, điều này cho thấy là ông Marcos đã quyết tâm là sẽ có một cái uh, lập trường rõ ràng trong vấn đề Biển Đông và lập trường rõ ràng trong cái uh, chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ngay sau khi mà ông Ferdinand Marcos Jr. đã đưa ra cái chính sách này và thực hiện chính sách này, ông đã liên tục đối đầu với Cộng sản Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là hai bãi cạn. Thứ nhất là Second Thomas Show, nơi mà mỗi ngày lực lượng tuần duyên của Philippines vẫn phải đối đầu với lực lượng hải giám của Trung Quốc. Và thứ hai là bãi cạn Scarborough, vốn đã bị mất dưới thời của Duterte năm 2012, tức là 12 năm trước đây. Thì quý vị, ông đã bắt đầu liên tục và sẽ có thêm những cái uh, hành động sẽ đưa uh, người dân và kể cả lực lượng quân sự ra trú đóng trên những cái đảo mà Philippines đã kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Thì quý vị, ông Ferdinand Marcos Jr. đã bắt đầu thúc đẩy một chính sách khác và kết quả của hơn một năm ông cầm quyền. Thì quý vị, chính sách này đã giúp cho Philippines điều gì? Thứ nhất là về kinh tế, bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, đích thân bay tới Philippines và loan báo tổng số tiền các công ty của Hoa Kỳ đầu tư vào Philippines trên 1 tỷ Mỹ kim và vẫn đang có thêm những cái nguồn đầu tư khác sẽ tiếp tục bơm vào Philippines. Thứ hai, phía Nhật Bản tuyên bố là sẽ hỗ trợ cho Philippines 4 tỷ Mỹ kim để xây dựng hạ tầng cơ sở và một phần nâng cấp cái hệ thống quân sự của họ, cung cấp cho Philippines một số những loại vũ khí cần thiết. Ok. Đài Loan tuyên bố là sẽ tăng cường từ 150 ngàn nhà công nhân của Philippines tới làm việc tại Đài Loan sẽ được tăng lên 500 000 tức là nửa triệu công nhân Philippines có thể tới Đài Loan làm việc bên cạnh đó thì các công ty của Đài Loan gồm các công ty về kỹ thuật lẫn các công ty về sản xuất dụng cụ y khoa ở Đài Loan đang dự tính là nhất là những công ty sản xuất dụng cụ y khoa đang dự tính là sẽ đóng công xưởng của họ tại Trung Quốc để chuyển qua Philippines thì quý vị Trước nay thì quý vị đã biết là các hệ thống bệnh viện của Hoa Kỳ đều nhập cản các cái dụng cụ y khoa từ phía của Trung Quốc. Trong đó gồm có những khẩu trang, những bộ quần áo, những ống chích, những cây kim, tức là những cái vật dụng về y khoa đó quý vị. Và kể cả một số nguồn nguyên liệu y khoa nhập cản từ Trung Quốc. Thì quý vị, sau khi mà Hoa Kỳ chuyển trục Á Châu và tách rời khỏi Trung Quốc, thì nhiều công ty cũng đang lớn cấn tìm kiếm một cái quốc gia khác để dời công ty họ qua. Thì bây giờ quý vị, Philippines đã được một số các công ty sản xuất dụng cụ y khoa cho các hệ thống bệnh viện của Hoa Kỳ, những ông chủ Đài Loan này, bây giờ họ dời công xưởng của họ qua Philippines. Họ dời công xưởng qua, tức là về kinh tế là ông Marcos đã cho thấy rằng là ông đã thúc đẩy cái nguồn đầu tư vào Philippines rất tốt từ các uh, từ Hoa Kỳ, từ các đồng minh của Hoa Kỳ. Và bây giờ quý vị, bước thứ hai là nâng cấp hệ thống quốc phòng của Philippines vốn bị xem là lạc hậu ở khu vực. Thì quý vị xưa nay do cái tình 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 hình mà Philippines thứ nhất là đã điều được điều hành dưới cái chính quyền khuynh tả của bà Aquino và sau đó là bà Arroyo thì quý vị những người này gần như là họ điều hành cái chính quyền Philippines theo cái chính sách về xã hội cho nên Philippines khó phát triển được. Cho tới thời của Duterte là cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng Duterte lại có cái hành động bất mãn và thành kiến với Hoa Kỳ. Ông ta đã đứng về phía Trung Quốc cho nên trong mấy năm ông ta cầm quyền, gần như nền kinh tế của Philippines dậm chân tại chỗ, ngược lại còn tạo ra một cái môi trường khác. Ông ta là người nổi tiếng chống ma túy. Ông ta là người nổi tiếng chống ma túy, ông ta từng ra lệnh cho phép bắn bỏ những ai buôn ma túy mà không cần bắt giữ mà. Việc này đã bị ra cộng đồng quốc tế lên án về vấn đề nhân quyền mà. Nhưng quý vị, ông ta lại mở cửa cho tất cả những đại gia Trung Quốc qua Philippines mở sòng bạc, kể cả sòng bạc online và dẫn tới một cái hậu quả là Philippines rơi vào một cái cuộc gọi là băng hoại xã hội do nạn cờ bạc khắp nơi và do người Trung Quốc khống chế. Do đó khi tới thời của ông Ferdinand Marcos Jr thì tình hình đã khác đi. Tất cả các sòng bạc dần dần đã bị đóng cửa. Tất cả những cái sòng bạc online mà được điều hành tại Philippines dần dần đã bị cảnh sát Philippines bắt giữ và trong kể từ khi mà ông Marcos lên tới bây giờ trên 1.000 người đã bị bắt giữ tại Philippines trong đó hơn phân nửa là công dân của Trung Quốc thì quý vị rõ ràng là ông Ferdinand Marcos Jr. đã có một cái chính sách hoàn toàn khác biệt và nguồn đầu tư khỏe mạnh tức là những nguồn đầu tư chính đáng đã bắt đầu rót vào Philippines từ những công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ cho tới kể cả hãng Boeing cũng đang dự tính là sẽ cấp tín dụng để nâng cấp cái hệ thống hàng không của Philippines lên. Rồi bây giờ tới phiên Đài Loan, Nhật Bản đều bắt đầu có ý định là bắt đầu đầu tư vào Philippines, nhất là Đài Loan. Thì quý vị, rõ ràng cái việc thay đổi chính sách của ông Ferdinand Marcos Jr đã đem lại một cái lợi cho Philippines. Bây giờ còn lại vấn đề là vấn đề quân sự. Thì quý vị, do giống như tôi nói là thời của Duterte có mạnh mẽ nhưng mà không có chú tâm vào quân sự ông ta chống về tệ nạn xã hội nhiều, nhất là ma túy. Ông ta đã không hợp tác với Hoa Kỳ mà ông ta ngược lại đi với Trung Quốc. Do đó thì quý vị gần như lực lượng Philippines vẫn còn yếu kém về mặt quân sự so với khu vực. Thì giờ đây quý vị, <laughs> Hoa Kỳ đã nhìn thấy được cái điểm yếu này của Philippines và lưỡng đảng đã bắt đầu soạn cái ngân sách 2.5 tỷ Mỹ Kim. Đây là con số nhìn bề ngoài thì nó khá nhỏ so với những quốc gia khác. Nhưng quý vị đối với Philippines là một cái khối tài sản khổng lồ Bởi vì Philippines bây giờ quý vị Xe tăng, chiến đấu cơ, tàu chiến đều không có Đa số họ là những vũ khí cấp nhỏ thôi Tức cấp trung trở xuống thôi Thì bây giờ với cái ngân sách này Họ có thêm tàu chiến Họ có thêm xe tăng Họ có thêm những cái hỏa tiễn Thì quý vị đây là gia tăng cái ngân sách quốc phòng Thì 2.5 tỷ này là con số không bao nhiêu cả nếu mà phải mua những loại vũ khí này ví dụ như bây giờ mà Philippines mà mua chiến đấu cơ F15 thôi tôi không nói F16 thì 2.5 tỷ USD này không được bao nhiêu chiếc cả nhưng ít nhất là họ hỗ trợ cho cái giai đoạn đầu cho cái giai đoạn đầu là Philippines có thể có được cái khả năng về quốc phòng thì quý vị đây là một trong những cái chiến lược chuyển đồ của Hoa Kỳ về Á Châu và nếu tất cả những cái sự ưu đãi cho Philippines mà được diễn ra nhất là trong ngày hôm nay khi mà ông Marcos gặp gỡ với lại ông Joe Biden, mà trong đó việc hỗ trợ của Philippines lại được Quốc hội Hoa Kỳ hỗ trợ nữa, thì điều này có nghĩa là cái cán cân về quân sự và thế lực ở tại Á Châu sẽ thay đổi. Bởi vì thứ nhất là Đài Loan, thứ hai là tới Philippines, thì quý vị các quốc gia còn lại từ Malaysia, Indonesia cho tới uh, Thái Lan và Singapore, họ phải xét lại cái tư thế, họ phải xét lại cái tư thế làm cách nào có thể nâng cấp cái ngân sách quốc phòng của họ và phát triển kinh tế tốt hơn bây giờ. Bây giờ thì thật sự những quốc gia này đều có nền kinh tế tốt hơn Philippines. Nhưng mà họ vẫn muốn phát triển tốt hơn nữa. Họ muốn cái nền kinh tế của họ phải tương đương với Nam Hàn phải tương đương với Nhật Bản. Thì quý vị, nếu được như, nếu mà cái thúc đẩy này thì nó sẽ giúp cho các quốc gia này có cái tin tưởng hơn khi mà chấp nhận nghiêng về phía Hoa Kỳ, hợp tác với Hoa Kỳ trong cái vấn đề gọi là à, bảo đảm cái an ninh hàng hải và quyền tự do hàng hải mở rộng ở trên khu vực Indo-Pacific, thì quý vị họ sẽ được lợi rất là nhiều. Không những được lợi về mặt kinh tế mà còn được lợi về mặt quốc phòng tương tự như Philippines. Do đó, tuy là ông tổng thống của một quốc gia nhỏ ở tại Á Châu, tức là Đông Nam Á là Philippines, nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm đâu. Nhưng quý vị nó. Ông Marcos và Philippines đã trở thành một trong những cái điểm, một trong những cái thí điểm thì đúng hơn để cho thấy rằng nếu các quốc gia Á châu chuyển trục của họ và bắt đầu thay đổi quan điểm của họ một cách dứt khoát trong lập trường thì họ cũng giống như Philippines. Họ sẽ được nâng đỡ không khác gì Philippines cả. Vừa được phát triển kinh tế, vừa được tăng cường cái uh, quốc phòng trong những cái vùng tranh chấp và đối phó với sự bành trướng uy hiếp của cộng sản Trung Quốc. Hiện nay Bắc Kinh đang sử dụng một vành đai một con đường là một cái món nợ cho vay để xây dựng hạ tầng cơ sở để mà có để mà khống chế các quốc gia Á Châu. Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đã vướng vào một vành đai một con đường. Bây giờ dự án thì chưa xây xong mà nợ thì đảo hạn. Và bây giờ càng lúc thì họ phải càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Bởi vì nợ đảo hạn, họ phải năn nỉ phía Trung Quốc là gia hạn món nợ hoặc là phải vay món nợ mới để trả món nợ cũ nợ cũ trong một vành đai một con đường thì phân lợi thấp nhưng mà nợ mới thì phân lợi rất cao do đó quý vị những quốc gia này đang lâm trong vào trong tình trạng gọi là khó khăn thì quý vị nếu họ quay sang Hoa Kỳ nếu họ quay sang Hoa Kỳ và nhất là trong giai đoạn tới quý vị thì có thể là Hoa Kỳ thay đổi tổng thống thì cái chiến lược này được thúc đẩy nhanh hơn dưới thời Joe Biden đáng lý dưới thời của ông Trump thì đã có xong một cái lực lượng à, gọi là tài chánh đối trọng với phía cái chương trình một vành đai một con đường của cộng sản trung quốc nhưng joe biden lần khẩn joe biden lần khẩn joe biden đính kèm những cái điều kiện gọi là theo cái khuynh hướng thiên tả của ông ta khiến cho những quốc gia này không dám vay tiền ví dụ để được hoa kỳ bảo đảm cho món nợ ở imf ở world bank hay là adb thì đổi lại các quốc gia này phải thay đổi luật lệ theo ý của joe biden để cổ võ cho cái nền chính trị xã hội thiên tả của ông ta. Do đó, gần như là cái dự án này đã bị đình trệ suốt mấy năm nay. Nhiều quốc gia tại Á Châu vẫn vướng vào những món nợ của Trung Quốc. Do đó, tình hình chỉ còn sẽ thay đổi trong vài tháng tới. Khi mà phía Hoa Kỳ lên, quý vị, khi mà phía Hoa Kỳ thay đổi nền chính trị, tức là bên phía Cộng hòa nắm lại quyền đa quyền hành pháp, thì tình hình sẽ thay đổi. Họ sẽ thúc đẩy ADP, World Bank và IMF là sẽ cho những quốc gia này đặc biệt là những quốc gia mà có cái đối tác và đồng minh với Hoa Kỳ vay tiền của IMF của World Bank và của ADB để mà phát triển hạ tầng cơ sở thì quý vị một là họ sẽ vay số tiền của những cái định chế tài chính này trả món nợ cho Trung Quốc còn hai là họ sẽ để trình tất cả những cái uh, uh, những cái kế hoạch xây dựng này và world bank imf và adb sẽ chấp thuận cho vay nợ dưới sự bảo đảm của hoa kỳ tại vì khi cộng hòa lên họ không đính kèm những cái này theo cái kiểu gọi là à, cái tư tưởng chính trị thiên tả mà họ sẽ đính kèm cái việc là phải có một cái lời cam kết có sự chung thủy trong cái hiệp ước quốc phòng tại vì đảng cộng hòa lên họ cứng rắn trong chính sách đối ngoại và họ đòi hỏi phải rõ ràng minh bạch trong cái hiệp ước quốc phòng thì quý vị đổi lại thì họ sẽ ký kết những cái hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ. Để bảo đảm cái an ninh hàng hải tại Indo-Pacific. Thì quý vị, cái điển hình của Philippines là một trong những cái thí điểm, một trong những cái thí điểm sẽ thành công là bởi vì các quốc gia còn lại Malaysia, Indonesia, Singapore cho tới à, Thái Lan, họ sẽ nhìn được thấy rõ là Philippines đã nhận được những ta những cái quyền lợi gì khi mà họ nghi thẳng về phía Hoa Kỳ từ những món nợ vay của IMF, của World Bank, của ADB cho tới những món tài trợ từ quốc hội của Hoa Kỳ và kể cả cái chính sách hợp tác về quốc phòng của chính quyền hành pháp Hoa Kỳ. Thì quý vị, điều này cho cho thấy là nền kinh tế của Philippines sẽ bắt đầu có cái khởi sắc và sẽ phát triển vô giới hạn bởi vì cuối cùng thì Philippines vẫn là một quốc gia có chung một giá trị với Hoa Kỳ. Do đó, những quốc gia còn lại tôi nói rằng nếu như cái thí điểm thành công lần này ông Marcos sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này có thể Marcos sẽ ký thêm một số hiệp ước với Nhật Bản trong đó Nhật Bản sẽ tài trợ nhiều vấn đề nhiều lĩnh vực cho Philippines bên cạnh vấn đề quốc phòng bên cạnh vấn đề kinh tế nó còn vấn đề giáo dục có nghĩa là sẽ có nhiều à, những à, à, sinh viên của Philippines sẽ được mở cánh cửa qua bên Nhật để học hỏi về kỹ thuật thật sự philippines thì quý vị họ đi chủ yếu về y khoa nhiều đa số quý vị thấy là những cái cô mà y tá ở mỹ này là họ thuê mướn từ philippines philippines được cái là có cái ngành y tá cái ngành y khoa là họ phát triển rất tốt nhưng mà bù lại tất cả những ngành khác thì vẫn còn yếu kém lắm thì quý vị nếu hợp tác với lại phía nhật bản họ sẽ được thay đổi <laughs> họ sẽ được thay đổi và các công ty nhật bản sẽ đặt những cái hấp tức là những cái trung tâm kỹ thuật cung cấp dịch vụ cho người Philippines ở tại Philippines thì những cái hấp này sẽ có thêm nhiều việc làm sẽ có thêm nhiều à, cái à, sinh viên để được theo học để mà nâng cái kiến thức và nâng cái trình độ của họ lên thì quý vị gần như là cái chuyến đi này của ông Marcos là đã gặt hái rất thành công ông sẽ được phía Hoa Kỳ hỗ trợ trong cái tin mà tôi đưa ra bên cạnh đó ông sẽ ký kết được rất nhiều những cái à, văn bản thỏa thuận với phía của Nhật Bản và nếu có sự hỗ trợ của cả Hoa Kỳ và Nhật Bản thì tôi nghĩ rằng trong vòng một thập niên cho tới hai thập niên nữa thì nền kinh tế Philippines không kém gì Đài Loan và Nam Hàn. Tại vì trước đây cả hai vùng đất này, hai vùng lãnh thổ này đều được sự hỗ trợ của cả Hoa Kỳ lẫn lẫn của Nhật Bản cho nên họ phát triển kinh tế rất là tốt. Lần này tới Philippines và nếu sự thành công của Philippines thì nó sẽ giúp cho các quốc gia ở khu vực nhìn rõ hơn cái lợi và cái hại của họ và chọn một phía quý vị do đó lần này gần như là Ferdinand Marcos Jr trước khi tới Mỹ được tặng quà và sau khi ông rời khỏi cái hội nghị thượng đỉnh này ông lại được thêm một số món quà từ cái chính phủ Nhật Bản từ cái chính phủ của Hoa Kỳ và lần này ông có thể gặp gỡ thêm một số những đối tác ở trong xin lỗi quý vị một số những thành viên trong quốc hội đặc biệt là quỹ ban đối ngoại với ông Michael Marcos và cái quỹ ban đặc trách về đối phó với cộng sản Trung Quốc chủ tịch là ông Michael Hunter Tại vì Mike Gallagher 19 tay tháng này Ông mới chính thức từ chức dân biểu Bây giờ ông còn vẫn đã đương là chủ tịch của tiểu quỹ ban chống cộng sản Nằm dưới cái quỹ ban đối ngoại Thì quý vị khi gặp gỡ thì ông lại tiết lộ thêm Và giúp cho ông Mike Gallagher và quỹ ban gọi là chống cộng sản Hiểu rõ hơn về cái tình hình tại Biển Đông Và quỹ ban sẽ có những cái đề nghị cho Quốc hội Hoa Kỳ Để hỗ trợ cho Philippines Quý vị lần này rõ ràng chúng ta thấy cục diện tại Á Châu Philippines đã trở thành một trong những cái à, quốc gia biến thành một cái điểm then chốt tức là một cái à, à, vị trí then chốt và đồng thời là một trong những cái, cái điểm quan trọng trong cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu và tôi thấy rõ ràng lần này coi như là ông Ferdinand Marcos Jr có thể đã đạt được thành công trong chuyến đi Hoa Kỳ lần này và càng lúc ông càng cảm giác rằng con đường cổng đi là à, right on track tức là đúng vào cái đúng vào cái đường này quý vị chúng ta nhìn vào cái đất nước Philippines để chúng ta thấy được cục diện Á Châu dứt khoát sẽ có sự thay đổi lưỡng cực một là đứng về phía của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ hai là đứng hẳn về phía cộng sản Trung Quốc cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài hiếu tinh nhật ký ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.